Ở thời điểm này các bạn khi mà thị trường nó đang dần có những chuyển biến khó lường như vậy và dần đi vào xu hướng xấu nhiều hơn thì rõ ràng nếu như mà nhìn theo một cái hướng tích cực thì chúng ta có thể thấy đây chính là cái khoảng thời gian vàng, khoảng thời gian dôi ra để chúng ta có được sự chuẩn bị, có thời gian để mà chúng ta nâng cấp kiến thức của mình lên nâng cái level của các bạn lên một cái trình độ mới để khi mà thị trường nó có những đợt comeback trở lại có những đợt sống hồi trở lại thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội nhiều khoảng trống hơn để có thể kiếm được tiền từ thị trường này nó cũng giống như ngày xưa mình khi bước chân vào thị trường này mình tham gia vào thị trường hồi là cuối 2017 thì khi đó là đỉnh điểm của Bitcoin là nó tăng lên tới là 20.000 đô và nó cũng có những cái đợt tăng giảm khá là mạnh khiến cho mình là kiếm được tiền cũng có nè mất tiền cũng có nhưng mà cái mình bị á, là mình kiếm được tiền thì mình cũng không biết là tại sao mình kiếm được tiền Và mình mất tiền thì mình cũng không biết là tại sao mình bị mất tiền Dẫn tới cái câu chuyện tiếp theo á, là mình cứ giao dịch mãi như vậy mà mình không có định hướng Thì cái việc mà tài sản của mình nó đốt hơi hay là nó mất trắng tài sản nó rất là dễ xảy ra Và khi mà Bitcoin bắt đầu nó đi vào cái xu hướng mà giảm trong dài hạn hồi 2018 á, Thì cuối cùng mình mới nhận ra là uh, thì ra cái thời điểm này là khoảng thời gian để mình có thể dùng nó mình nâng cấp kiến thức của mình lên. Mình có thể là tìm tòi, đọc thêm nhiều tài liệu để hiểu hơn về thị trường này. Thì rõ ràng khi mà có những cơn sóng trở lại và khi thị trường uptrend trở lại, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn nhiều phần thắng hơn những nhà đầu tư khác trên thị trường đúng không ạ à? những nhà đầu tư mà có lượng kiến thức ít hơn chúng ta cho nên là đó là lý do mà hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái công cụ là crypto one cái công cụ vô cùng tuyệt vời giúp cho các bạn có thể xem được dữ liệu on-chain một cách dễ dàng và nó cũng sẽ đi theo các bạn suốt trong quá trình đầu tư thôi đó bởi vì là trong đây nó sẽ thống kê nhiều những cái chỉ số chỉ báo quan trọng để giúp cho các bạn có thể lường trước được những đợt biến động giá mạnh có thể xảy ra của thị trường này vậy dữ liệu on chain nó là cái gì và tại sao lại cần thiết thì nhìn vào cái từ dữ liệu on chain này chắc phần nào các bạn cũng có thể hiểu được rồi on on thì nó là trên chain thì nó là chuỗi dữ liệu on chain chính là dữ liệu trên chuỗi thì nó chính là những cái dữ liệu thực tế trên chuỗi của blockchain đó nó bao gồm tất cả những cái transaction những cái lệnh chuyển tiền ra vào của tất cả các ví trong blockchain cho nên là những cái dữ liệu này là cực kỳ đáng tin cậy bởi vì là chạc thì chúng ta có thể vẽ được còn tin tức thì cũng có thể mua nhưng mà dữ liệu on chain thì không thể phát được và với một cái thị trường crypto đầy biến động như thế này thì thì để tránh mò mẫm và suy si đoán mất thời gian thì dữ liệu on chain sẽ rất cần thiết để giúp cho chúng ta có thể hiểu được xu hướng hành vi của những nhà đầu tư khác trên thị trường hoặc là kiểm tra những cái ví của cá mập là a b c d x y z gì đó là nó đang làm cái gì nó chuyển tiền đi đâu có chuyển lên sàn để bán không nếu có thì là nó bán bao nhiêu hoặc là những cái ví btc có lượng số dư lớn nó đang có gom thêm hàng không hoặc là những cái miner họ mai ra BTC và họ có xả hàng liền không hay họ ho lại để chờ giá cao để bán thì chính những yếu tố đó nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến giá của BTC trong thời gian tới và đây các bạn đây chính là cái giao diện mà chính của cái thằng Crypto One này thì ở đây là nó sẽ bao gồm rất là nhiều cái chỉ số ở đây nhưng mà việc để các bạn chọn các bạn muốn xem dữ liệu on chain của thằng nào ví dụ là ở đây là các bạn đang để mặc định là dữ liệu on chain của thằng Bitcoin đây ở đây các bạn có thể xem được on chain của Ethereum và step bộ coi cũng như là rất là nhiều những cái đồng an coi khác ở bên dưới đó thì là chúng ta muốn xem dữ liệu on chain của đồng coi nào thì là chúng ta sẽ lít vào đây để chúng ta xem chúng ta chọn đó ở đây ví dụ đang để mặc định là btc đi thì nó sẽ để các cái thông số cơ bản đây là liệt kê lại cơ bản thôi về giá về những cái thay đổi trong 24 giờ cũng như là 7 ngày và market cap hiện tại thì những số liệu này tất nhiên chúng ta có thể xem ở nhiều cái nơi khác đây chỉ là thống kê cơ bản thôi còn phần quan trọng là ở dưới đây đây các bạn đây là tất cả những cái dữ liệu mà nó sẽ show up cho các bạn về dữ liệu on chain. Đầu tiên nó sẽ là exchange flow. Đó chính là những cái chỉ số, những cái chỉ báo về cái việc mà những cái dòng chảy BTC, những cái dòng chảy của Bitcoin là in out ở trên sàn nó có nhiều không và nó có sự tương quan như thế nào. Thì ở trong cái exchange flow này nó sẽ bao gồm rất là nhiều hàng loạt những cái chỉ số khác. Đó, thì từng mục nó đều như vậy các bạn. Exchange flow flow indicator nó đều bao gồm những chỉ số nhỏ khác ở bên trong đó những cái chạc exchange flow này nói về những cái dòng chảy của bitcoin ở trên sàn còn flow indicator nó sẽ là dòng chảy dòng chảy của bitcoin cái flow đó, giữa các ví với nhau và market market indicator nó sẽ là những cái chỉ báo về thị trường dưới đây là chỉ báo về mạng lưới và cũng như đây có một cái chỉ báo rất là mới do cái chiến tranh giữa ukraine và nga thì nó có thêm cái chỉ báo về donate donate cho cái việc của Ukraina ở đây đó và ở bên dưới những chỉ số quan trọng cũng như là minor flow để ở trong đây nó có nhiều cái chỉ báo để các bạn có thể xem được là miner họ đang có xu hướng là họ hold để họ chờ giá tăng rồi bán hay là họ chuyển tiền lên sàn để mà họ cash out ra liên tục đó chúng ta sẽ xem được rất là nhiều ở đây và từng cái chỉ báo một này mình sẽ đi chi tiết trong một video khác còn đây là mình sẽ đi tổng quát cho các bạn xem những cái tính năng ở trên sàn này trước đó Vậy thì với một cái công cụ để cho chúng ta có thể xem những chỉ báo như vậy thì vậy thì chúng ta xài nó có tốn phí không thì ở bên đây nó có cái tab pricing đây. Chúng ta sẽ qua đây chúng ta xem các bạn. Thì ở bên đây á nó có hai cái hai cái gói là một là retail cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ, cái thứ hai là institutional chính là cho những cái tổ chức. Đó, những cái công ty họ sử dụng. Thì ở đây là đó, nó có rất là nhiều gói dưới đây cho nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ. Thì để mà đăng ký sử dụng free cái phần mềm Crypto One này thì mình có để cái link đăng ký ở dưới mô tả các bạn có thể đăng ký ở đó để mà sử dụng bản miễn phí cho cái phần mềm Crypto One này. Với cái bản miễn phí này mình thấy dùng cũng khá là ok rồi các bạn. Cho những người mới các bạn mới tập quan sát dữ liệu hay là xem dữ liệu on chain thì các bạn dùng trước cái gói miễn phí này đăng ký để dùng miễn phí là mình thấy ok rồi sau đó khi mà các bạn quen thuộc dần các bạn hiểu các bạn quen với những cái dữ liệu của cái từng trend khác nhau cũng như là từng cái flow indicator khác nhau á thì các bạn mới hãy chuyển qua xài những cái gói cao hơn thì nó sẽ phù hợp chứ mới vô các bạn cũng không biết gì về nó cả các bạn cũng không hiểu nhiều về những cái flow indicator khác nhau thì các bạn xài cái gói event mình thấy cũng rất là phí nói chung là khi các bạn mà trình độ level mình lên một tí á thì các bạn hãy cân nhắc xài những cái gói cao hơn hoặc là khi cái số lượng vốn các bạn đầu tư trong thị trường này nhiều thì các bạn mới nên xài gói cao hơn chứ đúng không Nhưng mà các bạn là đầu tư mỗi tháng có có hai ba triệu à mà các bạn xài cái cái uh, tính phí ở trên cái trang web crypto one này á, mà nó hết là 30 đô là cả 700 ngàn tháng rồi thì nó quá bất hợp lý đúng không có gan là chúng ta phải vừa có cái trình độ cao hơn hiểu hơn về nó và chúng ta xài cái lượng vốn trong thị trường này nhiều hơn thì chúng ta hãy nghĩ nha hãy nghĩ tới câu chuyện là nên xài những gói cao hơn còn không thì các bạn cứ đăng ký cái đường link mình để dưới mô tả thì các bạn xài cái gói free này mình thấy cũng ok rồi để các bạn có thể học thêm về nó và dưới đây nè nó cũng để thêm cho các bạn những cái sự khác nhau của những cái gói nha cái việc khi các bạn dùng miễn phí thì các bạn cập nhật cái dữ liệu nó chỉ trong 24 giờ thôi có nghĩa là cứ sau 24 giờ nó mới update còn ở đây á, các bạn xài cái gói nâng cao thì nó up cho các bạn theo block luôn cứ có block mới là nó up thêm update dữ liệu thêm cho các bạn bạn xem được dữ liệu real time theo block còn đây là nó chỉ theo là 24 tiếng là đó những cái khác nhau cơ bản thì một cái là cái gói free á, các bạn sẽ không có xem được cái history quá nhiều các bạn ở đây chỉ xem được 3 năm thôi còn mấy cái khác là các bạn xem full luôn và cái quan trọng tiếp theo giữa các gói nó khác nhau là cái alert nữa các bạn cái alert là cái cảnh báo này nó cũng rất là quan trọng khi các bạn xem những chỉ báo này rõ ràng là chúng ta vẫn dành thời gian cho nó khoảng đâu đấy là là vào chúng ta check những cái dữ liệu on chain này nhưng mà rõ ràng là sẽ có những khoảng thời gian chúng ta rất là bận hoặc là chúng ta không thể check nó thường xuyên cho nên việc mà nó cảnh báo như thế này là à, giúp cho chúng ta rất là nhiều giống như là những chỉ báo nào chúng ta quan tâm kỹ á, khi mà nó có biến động lớn thì nó sẽ lập tức là nó sẽ có cái alert cái cảnh báo qua email hoặc là telegram cho các bạn thì nó rất là rất là ok thì những khác biệt ở dưới đây thì nó không có gì quan trọng nữa nó đa số liên quan về API thì các bạn chưa quan tâm vội còn về phần alert này á thì mình cũng sẽ nói kỹ cho các bạn thêm ở một chiếc video khác ở video này mình sẽ đi thêm cái phần khác cho các bạn xem. Ở trên mà Ripple One này mình thấy còn cái hay nữa là bên cái phần là Quick Tech này là nó bao gồm những cái bài viết của những cái người chuyên gia có cái lượng kiến thức mà uh, professional trong thị trường này họ đưa ra những cái phân tích. Đó các bạn có thể vào trong đây để các bạn xem những cái phân tích của họ để các bạn có cái nhìn tốt hơn cũng giống như là các bạn tập được cái suy luận cái mindset cho mình khi các bạn nhìn nhận thị trường là nó những chỉ báo như vậy nó xảy ra là nó diễn biến xu hướng nào giống như ở đây mình xem này một cái bài viết một cái bài viết là gần đây của Ripple One đi nó có cái bài viết ở đây thì các bạn có thể xem là ở đây là nó viết là dữ liệu on-chain nó nó đang cho thấy là cái tiềm năng rất lớn về cái nhu cầu là cái bên có nhu cầu á có nghĩa là cái dữ liệu này đang cho thấy cái tiềm năng rất lớn về cái lực mua trên thị trường vì ở trong uh, Bia Market này á khi mà thị trường beer Market đang chiếm ưu thế thì những nhà đầu tư là họ vẫn không rời bỏ thị trường từ những dữ liệu on chain này cho thấy là họ đang kỳ vọng họ đang chờ đợi cái gì đó thì các bạn có thể bấm vào đây để các bạn đọc thêm đó, các bạn đọc kỹ thêm về cái bài viết ở đây thì trong đây nó sẽ đưa ra kỹ hơn là ở phía trên đa phần là nó là một cái nhận định các bạn và ở bên dưới nó sẽ là những cái yếu tố những cái dẫn chứng cho thấy là cái nhận định đó là nó thuyết phục hơn đó thì chúng ta đọc ở đây là chúng ta thấy là từ những dữ liệu on chain là những nhà đầu tư khác là họ đang chờ đợi đúng không chờ đợi về việc thị trường nó tạo đáy có nghĩa là những nhà đầu tư họ đang không có rời bỏ thị trường nhưng mà họ kỳ vọng là họ sẽ bắt đáy là cái xu hướng là hiện tại nó đang như vậy vì cái lý do thứ nhất là họ đưa ra là bitcoin market nó đang có cái lực giảm từ trước tới nay là 70% rồi tính từ uh, tính từ top nè và trong khi đó Step bộ coi thì nó chỉ uh, giảm đi có 11% thôi Và step bộ á, nó vẫn đang được giữ ở trên sàn nhiều Mà cái giá trị của nó bằng tới một nửa của lượng dự trữ của Bitcoin Đó nó rất là kinh khủng Thì và yếu tố số 3 là có 25 tỷ, 25 tỷ đô đang được đẩy lên các sàn Để nó có thể tạo được cái đợt tăng giá mạnh cho những cái tài sản crypto đó, cho nên cuối cùng nó mới đưa ra thêm một cái kết luận là có nghĩa là cái việc này nó cho thấy là khi nào sẽ xảy ra thôi chứ chúng ta không cần phải suy nghĩ là nó có thể xảy ra nữa hay không có nghĩa là việc mà những cái anh coi hay là bitcoin nó có thể tăng giá trong thời gian tới á, là nó có thể sẽ xảy ra nhưng mà chẳng qua là chúng ta không biết khi nào thôi nói chung cái việc nói về bitcoin mà sắp tới nó sẽ tăng giá thì ai nói cũng được các bạn nhưng mà quan trọng khi nào thôi đó thì đây cũng là những cái hình ảnh những cái hình ảnh để cho thấy những cái chỉ báo mà họ đã xem á thì các bạn có thể dần các bạn đọc những bài viết của những cái chuyên gia này những cái uh, expert À, về crypto này á, thì để các bạn học hỏi họ, các bạn xem là ừ họ thường xem những cái chỉ báo nào đó, rồi chúng ta sẽ có thể dần mà chúng ta hiểu hơn về về những cách phân tích của họ để chúng ta đưa ra được những nhận định cho riêng mình đó nhưng mà từ từ các bạn từ 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 các bạn sẽ đến cái bước đó trong video clip thì mình sẽ đi tổng quan về những cái Uh, chức năng ở trên cái thằng crypto qua này thôi các video tiếp theo mình sẽ làm một chuỗi video để mình hướng dẫn các bạn từng cái chỉ số một ở trong thằng crypto qua này để các bạn có thể hiểu được từng chỉ số một thì về sau các bạn sẽ biết là những chỉ số nào cần thiết những chỉ số nào mình thích ừ giờ tôi thích uh, quan tâm những on chain nó thôi tôi cũng quan tâm những khác đó uh, ví dụ là tôi chỉ quan tâm về uh, cái thằng thợ đào nó đang uh, chữ bitcoin nhiều không hay nó đang ho hay đang bán gì đó thì ví dụ là về sau các bạn tự sẽ uh, nhìn nhận cho mình có cái nhìn riêng về cái thị trường cũng như là dữ liệu on chain này đó thì mình muốn hướng tới một cái tiêu này như vậy cho nên mình sẽ hướng dẫn kỹ cho các bạn từng mục ở đây từng mục ở đây nó sẽ rất nhiều chỉ số các bạn thì về những video clip sau mình sẽ đi theo từng cái mục như vậy để mà mình hướng dẫn kỹ cho các bạn từng cái chạc ở trong đây những cái indicator những cái trend như là inflow outflow net flow này nó là cái gì đó và những chỉ báo đó nó đóng góp cái vai trò quan trọng gì trong cái việc phân tích về cái dữ liệu on chain cũng như là cái sự thay đổi biến động giá của bitcoin trong thời gian tới nếu như các bạn yêu thích video này thì hãy nhớ cho sang một đăng ký và một nút cái chuông ở đây để các bạn có thể theo dõi được những video mới nhất từ kênh của mình cũng như là theo dõi cái chuỗi video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn kỹ về cái thằng crypto one này cảm ơn các bạn rất là nhiều